Sáng nay ba Hí đi làm về thì cũng tranh thủ về nhà đặng đón mấy mẹ con một chút á, thì gia đình mình sẽ cùng nhau đi ra sân bay luôn. Mà không thấy xách hành lý gì là mọi người đã biết là gia đình mình đi hay là đón rồi đúng không? Mà đến cái giờ này á, thì cũng quá sớm nên như mình sẽ dạo một vòng sân bay cho mọi người cùng xem ha. Cái sân bay này là của hãng hàng không AirAsia, nhưng mà cái này thì có một chuyến bay quốc tế thôi. Ba Hí đi làm ban đêm về thì cũng chưa ăn nữa nên gia đình mình sẽ vào ăn một chút, thì cũng đã đến giờ đặng đón rồi nè. Và mọi người nhìn cái vẻ mặt háo hức của Giang thì cũng đoán được là Giang đón ai rồi đúng không? Và đây chính xác là bà ngoại nha. Thời gian đúng là trôi nhanh thật luôn. Hôm Tết mình về tính đến nay cũng đã 6 tháng mấy bà cháu mới được gặp nhau rồi đó mọi người. Thì hè năm nào nếu mà mọi người có theo dõi kênh thì sẽ biết là năm nào bà ngoại cũng sẽ qua chơi với Giang ha. Tại vì hè thì bà ngoại không có làm ở căng tin nữa thì sẽ có thời gian qua thăm cháu. Bay của bà ngoại thì bắt đầu từ Hồ Chí Minh mình sẽ bay đến Johor Bahru mà lại xa là 8:50 thì đến 11:40 thì lại đến rồi, khoảng 2 tiếng mấy thôi mọi người. Nhưng mà do là chuyến bay này đáp sớm khoảng 11:46 là bà ngoại đã ra gặp được Giang với Chuyên Diễn rồi. Từ nhà mình mà đi đến sân bay Chennai á thì khoảng 1 tiếng đồng hồ ngang. Ban đầu thì mình định là cho bà ngoại ra ngoài ăn luôn, nhưng mà biết cái tính của bà ngoại là không có chịu ăn ngoài nên mình sẽ nấu ăn. Mà su một cái á, là hôm nay có thông báo cúp nước nên sáng sớm hôm đó 7 giờ là mình đã thức dậy vô nước rồi mình sẽ nấu ăn cho bà ngoại hen. Ở đây thì mình có một chút xíu tôm nè, mình kho theo kiểu miền Tây á nên là có đường hơi bị nhiều nha mọi người. Rồi hầm chút xíu canh, ở đây có củ cải đỏ nè, củ cải trắng. Mà ăn cái gì ăn á thì trước tiên phải pha một pin cà phê cho bà ngoại trước. Mình có đem cho bà ngoại một pin rồi á, về nhà bà ngoại sẽ pha một ly khác nữa hen. Sáng hôm đó thì mình cũng chạy ra chợ tranh thủ mua cho bà ngoại nửa con vịt quay. Bữa cơm đầu tiên sau 6 tháng mấy mẹ con gặp nhau rất là đơn giản, có canh nè, có tôm kho nè, chuẩn kiểu miền Tây luôn hen. Mà bà ngoại thì thích ăn cơm nhà hơn là ăn cơm ngoài đó. Nhưng mà ăn cơm kiểu này á thì cực ngon luôn nha mọi người. Tôm kiểu mặn mặn ngọt ngọt, theo kiểu miền Tây á thì nó hơi mặn chút xíu, nhưng mà mọi người ăn cơm với canh á thì tuyệt vời luôn. Lâu lắm rồi mới ăn lại cơm nhà đó. Mấy dài là toàn làm món ăn báo không à. Đu chen đu ơ rồi đó. Mà không biết là ở đây mọi người có ai ăn vịt quay kiểu giống bà ngoại không? Không bao giờ chịu ăn thịt nha. Cặp đầu cặp xương vậy đó mà chịu đó. Nên là mua riêng cho bà ngoại một cái đầu vịt. Giờ là sẽ là tiết mục là khui đồ của bà ngoại đem qua ha. Mấy năm gần đây á, thì mình cũng không có cho bà ngoại xách đồ nhiều qua hết trơn á. Nhớ mấy năm trước á, mình lần đầu tiên mình qua Malaysia, mẹ mình qua á, là tay xách nách mang vali mấy chục ký luôn. Còn bây giờ á, thì mình không có cho mẹ xách cái gì hết trơn á, đem một ít đồ ăn vặt qua là được rồi. Tại vì bây giờ á, Malaysia muốn mua các món ăn Việt Nam thì rất là dễ luôn mọi người. Nên là bà ngoại chỉ cần qua chơi với Giang với Chuyên Diễn là vui rồi. Cũng như là món quà đặc biệt dành tặng cho Giang với Chuyên Diễn vào ngày quốc tế thiếu nhi này hen.